Ok anh Khải, đây, ok thì đây là có anh em xì tai, đây đúng rồi, là đúng rồi. Nó dễ, ví dụ mình bật đàn lên đúng không? Tại vì cái này bật đàn mất 2 phút hơi lâu. Thì giờ bật đàn lên á, anh nhớ là phải bật cái nút này là slip này này, slip đây màu nè. đỏ này. Hai cái này thì màu đỏ luôn này, Accord với Memory này. Đó, rồi xong. Thì khi mình chọn điệu thì nhấn vào đây. Sẽ tắt là tắt đây đúng không? Đúng rồi. Tắt ở giữa Anh đây. nhớ nha, anh nhớ nha. Nó khi thế này nó không có chạy được này. Đó, không có chạy được. Đúng rồi, bấm Start lên, Start đúng rồi. Bấm cái muốn đăng nhảy nhạc rồi. này. Rồi. Đăng nhảy nhạc rồi. À, muốn dập, đúng em rồi. chỉ cái chỗ dập cho. Dập là nhấn hai cái màu, hai đèn này. Đấy, nghĩa là Sinta, Sinta và Sintop. Đấy, dập này. Đó, anh bấm thế này ấy, là nó dừng hẳn luôn. Rất là mắc cười. Đấy, cái dòng này nó chỉ hạn chế chỗ đó thôi. Đó, nhớ nha. Đó, nhớ chỗ này để em hướng dẫn lại này. Tắt này là tắt luôn này. Đây là bắt đầu Start này, chạy này. Quên này ha. Muốn dập thì nhấn hai đèn đó nhớ đúng rồi, muốn muốn quay lại cái tiếp á thì nhấn hai lần nữa đó, ba lần nữa quay trở lại đèn đỏ. Đúng rồi, đúng rồi, thì dễ thôi. Chọn điệu thì nhấn vào sai và mình chọn đây đó, chọn là đây là nhiều rumba rồi gì có đó có cảm hứng. Đúng rồi, cảm ứng, đúng rồi, đó là cảm ứng, đó là dễ. Mình màn hình cảm ứng này nó xài giống như ô tô Android vậy đó, đó rất là đơn giản thôi chứ có gì khó đâu. Rồi còn bên này là chọn tiếng này, mang tiếng ở đây. Anh chọn tên này. Tên YouTube cũng có nhiều nhưng mà em làm cho anh luôn. Đó, anh chọn tiếng này ha. Ví dụ muốn chuyển vào cái băng tiếng nhấn tên nó là trang này sang băng 2 này. Băng 3 này, băng 4, băng 5 này ha. Bấm vào đó nó chuyển. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cứ bấm vào cái đúng rồi, đúng rồi. Piano piano này. Đúng rồi, hoặc là organ này cũng chuyển luôn. Organ là tự nó cũng chuyển luôn. Nó cũng chuyển luôn. Cái này đó. Tự nó cũng chuyển. Đúng rồi. Đấy, cái này cũng chuyển luôn. Tự nó sẽ chuyển. Thì em nói đơn giản để ví dụ đây là dân ca. Đây là nhạc trẻ. Đây là guitar, đây là string, đây là kèn, đây là trumpet, đây là kèn tây, đây là DJ. Cứ thế là bấm ví dụ như thế là cứ bấm vào cái nút này nó khác nhảy. Dạ đúng rồi. Sợ tiếng. Đúng rồi. Thì mình muốn chọn, để mình nhìn vào màn hình. Ví dụ tiếng sáo, trang sáo bầu, guitar, chọn. Đó, kìm, chọn. Đó. Dùng cái này thì có thể dùng bằng thịt hoặc là móng tay. Tại là nó cảm ứng điện rung. Đó. À, cái tiếng tranh này. Tiếng đanh này là đánh cái là muốn rải nhắn đây thấy ha, đây là multi bass này đó. Để cũng làm thêm những cái hiệu ứng mưa rơi sấm chớp gì đó. Và đây là bass đây, acid màn hình ra hết, nhấn vào cái bass đây đó. Anh cũng trồng rất là nhanh cho nên em nghĩ là dễ thôi, không có gì khó hết đó thấy ha. Nhấn xong rồi đó, nhiều cái ha, eo eo ấy này ha, hoặc là gió ha, lên nóc nhà này ha. Đấy đó, tùy mình chỉ chọn đấy. Nói chung là nó căn bản vậy thôi chứ đánh đã biết dùng đàn rồi, tại vì bỏ 6-7 năm thì có thể nó quên nhưng mà chỉ sơ lại là nhớ liền đấy. Cứng đúng rồi, cứng tay thôi đó. Về lại điệu đúng rồi, bây giờ bấm lên đây à, đúng rồi, điệu đây chọn thôi, đây phải chọn đây đúng không? Dạ đúng rồi, chọn này, nó có rumba này, anh chọn rumba này đó, anh chọn cha cha này, anh chọn cha cha này đó, nó dễ lắm, màn hình cảm ứng đó, dễ đúng không, dễ đơn giản. Tiếng sáo đâu, tiếng sáo ở trong này đó, em để anh sáo bầu đây. Thấp xuống đánh thấp, đúng rồi. Nếu như mà tiếng cao quá nhắn ra đây cũng được nè. Từ đúng không? Đó không?